Rồi, đi vô. Đi vô anh ơi. 1 phút 10 giây. Vô. 1 phút 10 giây. Có thì đợi chị đại. Chị đại vô rồi. Rồi. Vô tắm mình rồi. Tối nay có mọi tem vội da thì mới ớn thôi, còn lại mình đánh được hết. Tem vội da mình đánh ngoại mà rồi, cố gắng cứ dạng khắc phục. Rồi, chuẩn bị vô. Chuẩn bị nha. Là tập trung nha. 40 giây. Mất tập trung là thua, một trận ngủ quá. Đánh mà có trận này trận kia rút kinh nghiệm nhá, đâu phải đánh hoài đâu. Cứ tập trung thắng. 30 giây. Mười lăm giây. Tù đầu đó vậy, chiến đó mà. 10 giây. Gặp ai lại? Trận đầu tiên. Gặp. Rồi. Ôi. Đem võ. Đem cũ, đem cùi. Ok, đánh được. Mà con có lốt để nhắn con thiên nhắn. Nhỏ máu, nhỏ máu con gái, nhỏ máu con gái rồi, bắt đầu này. Rồi, này đánh nhanh con. Rồi, ok. Rồi, đợi tiếp thôi. Tiếp tục đợi trận sau như nào. Sơ đồ ít đồ cao thủ trong này anh em xem sơ qua. Đây, cho đến giờ phút này thì khá sơ sơ đồ của con nghe mi John Lee cho anh em xem. Hiện tại bên này thắng 21 thua 1 nè. Nửa chặng đường. Rồi. Đây. 80 phút nha, 80 phút xong vô nha. Ok ok. Anh nghe mi này được bên tôi thì cấp hơi thấp nè. Hạng 310 thôi. Sách vỡ chưa mát luôn, nói cho bạch này cỡ lo á. Nên là vào đánh cho có thôi này mà. Đó, sơ đồ sơ đồ cũ, không như tôi nói. Chuyển sang. Rồi, phi trần cũng vậy thôi, phi trần cũng con năm độc mà cấp thấp. Đạn chính đi hết rồi. Đạn này thôi. Con năm đâu cùi. Rồi, cùi bắp. Đó. Đó. Rồi, đánh cho cái đồ cao thủ rồi, giờ này mình xem. Thắng 21, thua 1, tỷ lệ cũng khá là cao, cố lên. Sấy dèo dèo đường môn. Tiếp này là bọn mình anh với cái đội cua gấp này bọn mình anh được anh hai lần rồi thì không biết gặp nữa như thế nào. Đội này là đội võ gia, đội của Thiếu Lâm Đào võ gia, sấy dèo dèo và bảo chân nghe mi bảo chân. Đường môn này là kỹ năng chín ít bảo vũ lên hồ 25 cấp, hơn 2 cấp bên này. Mặt nạ tương tự, mặt nạ đây thì 7 ngày nè, 7 ngày. Đây, cao thủ võ gia đây. Thiếu Lâm Đao, top 7. Đó. 80 chọn, 80 chọn, phun thắng hỏa. Giải tiền bạc. Đó, kháng cả, kháng cả. Đa số kháng cả khá là nhiều. Nghe mùi bảo trăm. Như con nghe mi bảo chân này nó đi theo hướng anh Tùng biết hướng gì không anh Tùng? Nó không có đam nha, nó chỉ đi hướng vừa búp vừa đam sơ sơ thôi. Đó. Không có, nó không có đam bao nhiêu đó. Vì nhìn vào thì ở dưới chân nó có khá tất cả này anh em. Có dòng sen khá tất cả này. Thì nghe mi bảo chân này khả dự đoán là chắc là nghe mi búp khá tất cả. Không biết bao nhiêu điểm nhưng mà gọi là 50-50, nửa búp nửa đam. Đó. Nhìn ta nên thấy dòng khá tất cả dưới chân không? Đó. Nếu muốn đụng đâu. Đây là đội của Thiên Đế Chỉ Đại. Đây, hôm trước là team chính thua đội này một lần, nhưng mà cho đến bây giờ chưa gặp lại lần nào em ơi. Tại vì đội này không đánh nữa. Không đánh nữa, nên là chưa gặp lại lần nào. Đây là đường môn Thiên Đế Chỉ Đại, hôm trước thua một trận vì quá sai lầm. Nên là giờ muốn làm lại mà vẫn chưa gặp lại được. Vẫn chưa gặp lại tại vì không đánh nên không thể gặp. Bên này thì được một cái ấn tín bao vũ một cấp là skin bao vũ là hồi lên cấp 24. Hơn được một kỹ năng. Hàng 15. Đặc này thì chưa thua đội này, chưa thua trận nào. Với tỷ lệ khá cao thì hiện tại cũng vẫn đang muốn gặp lại một lần nữa đánh như thế nào, cũng như là cố gắng khắc phục mà chưa gặp được tại vì không đánh lấy gì mà gặp. Không đánh là cái đội đội chính của anh Tùng đã lên top 1.
À, nó chính Tùng lên tổng 1 khá là sớm. Tỷ lệ tổng 1 đang nằm với giá khoảng 90% rồi. Chỉ cần thắng được Thiên Đế Chỉ Đài một trận thì tỷ lệ sẽ thành 100%. Tại vì tầm này không còn có đội nào đi nữa. Còn một số cao thủ mà cơ hội thì Khải thấy cũng hiếm. Rồi, sau 3 tổng 1 đến tổng 10. À, tổng 3. Đánh cái này 48 trận nên là không thể đánh 1-2 ngày mà biết được kết quả đâu nè. Ít nhất phải đánh hết trận đấu 48 trận thì mới biết được như thế nào ra sao. Chứ hên xui có thể gặp hoài một đội đó, gặp hoài từ đầu đến cuối thì đâm ra gọi là quá đen. Nếu thua hoài thì gọi là quá đen nè. Đó này thua khá nhiều. Đó, cái này đang đội đang nói 28 nè. Mong sao là có thể gặp lại đội này một lần nữa. Nghe mi năm đọc đường môn giống như bên này. Nhưng mà bên này thì toàn cui đó là cũng chủ yếu đồ cũng hơn một xíu. Mà đồ bên này thì bên này thì cấp thấp hơn. Chắc chắn là cấp thấp hơn. Tại vì tầm này tầm 2 rồi. Không phải như tầm 1, tầm 1 là cấp cao. Mà hôm trước tầm 1 là thua hơi nhỏ. Rồi. Rồi tiếp theo, trận tiếp theo. Rồi tập trung này. Hôm nay có Thiên Đế Chỉ Đại đội mình thắng một trận rồi. Vừa thua một trận rồi, chưa phục thù được. Chưa phục thù được trận nào. Cố gắng gặp mới được. Chưa phục thù được trận nào mà. Rồi ok, tối hôm nay Thiên Đế Chỉ Đại có tham gia. Cho rồi anh em xem. Phục thù được 2 trận ở trong song tuyển sát thủ. Đúng rồi, trong song tuyển sát thủ anh em mình thắng đấy. Còn ngoài này thì sự chưa phục thù được. Cái này thua một trận đến giờ. Trận này là trận đường môn đánh về phải được kéo này. Rồi, 30 giây. Phi trận có quánh quanh bùa kháng băng cho em là ok hết. Tại vì cũng nghe mui cũng không có kháng băng luôn. Ok. Ừ, làm gì làm. Cố gắng di chuyển 3 giờ 6 giờ. Đừng chạy quá cao, quá cao. Năm độc kéo bắt độc chết đấy. Dồn đam đường môn trước đấy. Quanh nghĩ bùa là đường môn nó bành trên tùng mà. Ok, ok. Với trận trước chưa kiểu anh bùa. Rồi, lại này. Bắt đầu. Rồi, không gặp luôn. Ok. Hay gặp cái đội này quá, cái đội Hùng Bá này. Nó hào về Hùng Bé. Cái đội lúc đi VIP cho một cái đấy chứ. Ừ, ngon. À, ok, có đánh trận sâu, không phải gặp rồi. Rồi, trên tinh thần này, lý thuyết là như vậy thôi, để thực hành cố gắng thôi nè. À, thắng 2-2 thua 1 rồi. Ô, đợi trận khác. Nói chón là đại quyền đánh không được. Đúng rồi. 80 chón phun thắng lôi mà anh đánh cho được. 80 chón phun thắng lôi. Vì mình có thân, có phun thắng lôi nó sợ, phun thắng lôi thì có thân hòa nên nó đánh vô, đánh rồi. Vô, đánh thắng lôi. Anh Đại Thân cứ đứng ở Tương Dương Đông đi, đợi em, xong trận này em ra em giao lưu với anh. Okay. Tương Dương Đông đi. Ngày bên em thì qua muốn đại sư muốn chết à. Đi lại rồi, muốn lại. Phường Tường Bắc á. Phường Tường Bắc đánh tao đó, phục cò đó có mà lo. Tao có bị chết đâu mà lo. À ok. Không, phải vô liên đấu đánh tính vào thổ lực đồ chứ. Còn đó là nó không có phục hồi thể lực. Không, phục hồi gì, đánh liên đấu là anh đánh bật, như liên đấu luôn. Như liên đấu luôn bật đồ sát anh chứ. Anh là đánh đại hội với cái tính đại hội á. Tính đại hội. Đại hội vô phụ được bác hả? Rồi ok ok. Rồi đánh ok. Rồi. Cứ ok ok rồi. Ở đồng tiếp mà tao chạy mà chạy bộ như đồ phu cứ đánh. Ok, đánh test. Thử đánh, đánh test ok chưa? Rồi, phụ được bác đi. Phụ được bác, ai giờ coi anh em. Đàn sử anh đại huynh đó. Em ra số hồi xưa em đánh em đọc không chứ đường môn thì mới chơi dạo gần đây khoảng hơn 2 năm nay. Từ cái đợt mà anh Thạnh chơi đường môn kinh độc tôn đầu mình tập tành quýnh đường môn thử. Chứ mình vẫn thích năm đọc hơn, solo năm đọc vẫn đánh bá đạo hơn. Đường môn thì mới tập tành thôi. Cái đó nói thiệt. Cái đó phải mình rành, mình chuyên đường môn gì đâu. Tập tành đường môn nhưng mà mình cảm giác đường môn nó có nhiều cái hay để mình học hỏi và mình trải nghiệm đó. Còn con năm đọc thì sự đánh quá ngán rồi. Tại vì server nào cũng chơi năm đọc, server nào cũng chơi năm đọc. Là như lần cứ cuối ngày lá nhâm đọc đi solo. Là để solo đánh lộ giết người.
Ôi về kê đường môn từ giai đoạn S4 Đại Trung Sơn á đó. Đó bên đó tự nhiên thấy anh Thạch đồn chơi đường môn, anh em chơi đường môn hay quá, mình tập tành mình chơi thử. Lúc đó mua bạc đường môn chơi, sau này mình bán lại hơn 10 triệu em nghĩ đó. Đánh ngày nào trả tốt tông kim, hồi đó cũng vô lưu thích tông kim vậy chứ solo bao nhiêu đâu. Sau này mới học hỏi thêm đường môn solo nó có cái hay. Sau này học hỏi đường môn xong ngán rồi đến con lôn đó, dạo gần đây là cứ đánh con lôn tông kim không đó nữa. Mình học hết phái này được phái khác chứ đâu thế nào chơi một phái hoài được, xem live hoài người ta cũng chán. Rồi đúng vậy, 30 giây. Rồi 30 giây, 30 giây nên là nhiều anh em xem live cứ bảo em solo yếu thôi chứ có nói gì đâu, mình đâu phải mình nói mình giỏi. Rồi vô 15 giây, thua kiểu này thì cũng là trận khác, cũng đỡ đầu suy nghĩ cái gì vậy tiếp ạ, nhìn màu cho chúng quá gặp nữa. Rồi vô nè, quả dê 5 giây, thiên đối đại rút quả, nó rất là rút quả, đúng rồi đi cứ chặn lên quay rồi ta. Rồi, quay ra rồi nha. Rồi. Tiếp tục nha. Xuống nhẹ, xuống giờ đứng nè, phi trần quán cắt cái buồn rồi tính sau nha. Rồi, nhồi máu ngay. Nhồi máu ngay, đúng rồi. Rồi, nhấc nha. Hai. Rồi, nhấc giải dây nha. Rồi. Anh Tùng muốn giải dây, tôi muốn giải dây, phi trần chạy đi. Rồi. Phi trần quán gọi ra cái buồn ơi, phi trần quán gọi ra cái buồn ơi. Rồi. Má, mình chết mẹ rồi. Ôi, khải rồi. Đứng mẹ giữa con coi như thua anh vẫn anh 2-1 má, trận đó đánh mình bị kẹt thiệt quá, mình bị chết phát cuối má, nó hết nửa đường máu biết đâu, đánh đầu hốn vãi, sau hôm nay đánh nó đầu vãi chưa, nó đánh em đầu gơ luôn, cứ như là hôm nay nó không dồn năm độc phi trần nữa, nó dồn em ấy, dồn nó chuyển qua đường môn đấy, nó dồn em đủ bục phát, em thấy em nhồi máu rồi, thì em phải chạy mà em chạy mà em hết đường máu là hiểu rồi. Bữa nay nó khôn rồi, con thấy gì nhiều nó không em đánh nữa, nó chạy chừng nào nó không đánh nữa, bắt đường con nó mới đánh được. Em cũng chạy qua 3 giờ nó cũng xanh quá, đóng phát chết luôn. À đầu gơ thiệt. Thôi đi mua đồ ăn cho con đi thôi, chắc đi ra hỏi nó luôn đó. Vô, hôm nay là thu lại giỏi da. Tỷ lệ 1-2. Vẫn đang kiều chân. Vô anh ơi. Trên như đại hình trận. Rồi.